những mốc thời gian quan trọng 22 tuổi, 24 tuổi, 28 tuổi, 35 tuổi. Lựa chọn quyết định vận mệnh sang hèn của đời người, lựa chọn đúng có thể khiến người ta thay đổi hướng đi, tìm ra con đường thích hợp với mình, từ đó đổi mệnh. Lựa chọn sai, hoặc không dám từ bỏ cái cũ, nắm bắt cái mới sẽ khiến người ta mãi dậm chân tại chỗ. Năm 30 tuổi, đạo diễn Sủi Cảo tên thật là Dương Vũ từng bị chế giễu rằng một người tốt nghiệp trường đại học y nổi tiếng lại tùy hứng đổi qua làm hoạt hình, công việc ổn định không làm lại đi từ chức, bụng đói meo còn đi làm phim ngắn, người này có phải bị điên hay không, mà cái người bị mắng là kẻ điên đó, 10 năm sau, đã cho ra đời bộ phim hoạt hình Na Cha, Ma Đồng Giáng Thế, tạo nên kỷ lục cơn lốc phòng vé Trung Quốc chỉ mới 89 phút. Đã thu về số tiền cao ngất ngưỡng. Đây là bộ phim hoạt hình đạt số điểm double cao nhất trong nước, thu về doanh thu gần 356 triệu đô la Mỹ. Một đau khổ lớn nhất trong đời người là từ bỏ những gì mình không nên từ bỏ. Đối với đạo diễn Sủi Cảo, anh ấy đã lựa chọn đúng khi từ bỏ ngành y, lựa chọn hoạt hình. Mỗi người đều có giấc mơ của riêng mình, nhưng hầu hết mọi người đều đã đánh mất nó trong quá trình trưởng thành. Và Sủi Cảo cũng không ngoại lệ. Khi học mẫu giáo, dì của Sủi Cảo hỏi, con ước mơ làm gì? Sủi Cảo nói, con muốn làm tổng thống. Dì đáp, ngay đến tư cách chùi mông cho tổng thống con còn chưa đủ, chứ đừng nói đến làm tổng thống. Lên tiểu học, cô giáo hỏi, con có ước mơ gì? Sủi Cảo đáp, con muốn làm nhà khoa học. Bởi vì lúc đó, anh ấy rất sùng bái Lô Kênh Hua, Viên Long Bình. Đến lúc học cấp 2, bạn bè hỏi, cậu có ước mơ gì không? Sủi Cảo trả lời, tớ muốn trở thành một họa sĩ truyện tranh. Bởi vì khi ấy, anh ấy đã chuyển sang thích 7 viên ngọc rồng và Senseiya. Năm cấp 3, trong lúc điền nguyện vọng thi đại học, có một câu hỏi thế này, bạn có ước mơ gì? Sủi Cảo ghi, tôi muốn ăn cơm. Đây là câu trả lời nghiêm túc nhất, cũng là câu trả lời không có lý tưởng nhất từ trước tới giờ. Sau này, Sủi Cảo học ở một trường đại học y dược nổi tiếng. Bởi vì ba mẹ anh ấy đều làm việc ở bệnh viện, rất quen thuộc với nơi đây, nên chỉ cần anh ấy học y, sẽ không lo thất nghiệp. Mở đầu cuộc đời anh ấy, không phải kể về thiên tài, không phải kể về tấm gương vượt khó, mà chỉ là một người bình thường. Từ bỏ ước mơ, lựa chọn an nhàn, ổn định, nhưng đừng nóng vội. Thiên tài cũng có hai loại, một loại là trời sinh, một loại là dựa vào sức mình mà đổi mệnh. Đại học Harvard từng làm một cuộc khảo sát và kết luận rằng trong cuộc đời mỗi người thường sẽ có 7 lần cơ hội đến để thay đổi phương hướng cuộc sống. Nhưng khi cơ hội đến, đa số mọi người lại không dám nắm bắt. Năm 2002, ước mơ của Sủi Cảo được đánh thức, anh ấy đã can đảm lựa chọn từ bỏ công sức học y 3 năm trời, chuyển qua học phần mềm đồ họa 3D Maya, mặc dù khó khăn, nhưng cũng rất suôn sẻ. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy tìm được công việc trong một công ty quảng cáo hoạt hình 3D ở Thành Đô. Vì công ty ấy có quy mô nhỏ, nên anh ấy có cơ hội phụ trách tất cả các quy trình từ thiết kế sáng tạo đến hậu kỳ. Thực hiện các kỹ năng khác từ sở thích thuần túy đến sáng tạo thương mại, anh ấy đã học được cách nhìn vào tác phẩm bằng tầm nhìn của người xem, đồng thời có cơ hội cải thiện hoàn toàn các kỹ thuật về hoạt hình và nghệ thuật trong quá trình làm việc. 2. Lựa chọn cũng là một loại năng lực, lựa chọn đúng có thể khiến người ta thay đổi hướng đi, tìm ra con đường thích hợp với mình. Từ đó đổi mệnh. Lựa chọn sai, hoặc không dám từ bỏ cái cũ, nắm bắt cái mới sẽ khiến người ta mãi dậm chân tại chỗ. Nếu đặt bạn vào vị trí Sủi Cảo, bạn có dám từ bỏ con đường an nhàn được ba mẹ trải sẵn mà bước đi trên con đường chông gai, chưa biết trước tương lai như thế hay không? Bạn có sẵn sàng bỏ 3 năm thời gian, công sức học 3 năm tại một trường đại học y dược nổi tiếng mà nhiều người ngưỡng mộ hay không? Bạn có dám vượt qua lời bàn tán, chê bai của người khác mà kiên trì với lựa chọn thay đổi của mình hay không? Ước mơ là một thứ rất đẹp, nhưng nếu không kiên trì thực hiện nổi thì còn gì gọi là ước mơ nữa. Thành công chuyển sang làm về hoạt hình 3D, công việc cũng thuận buồm xuôi gió, đây là điều Sủi Cảo từng ước mơ. Nhưng anh ta không dừng lại ở đó mà đưa ra lựa chọn thứ hai, từ chức một mình làm ra tác phẩm. Người ngoài đều mắng anh ta ngu ngốc, nhưng lựa chọn này chính là bước ngoặt để hoàn thành tham vọng lớn lao sau này của anh. Một mình mà muốn làm ra một tác phẩm thực sự rất khó khăn, nào là chi phí lao động, yêu cầu khách hàng, nào là thời gian hoàn thành dự án. Khi đó cha anh mới mất, mẹ anh đã nghỉ hưu. Tiền lương hưu của mẹ chỉ có 1.000 tệ, 3,5 triệu đồng Việt Nam, một tháng, thất nghiệp trong suốt 3 năm 8 tháng. Anh sống nhờ tiền lương hưu của mẹ, bị người ngoài chê trách đủ kiểu.
Nếu không nhờ có mẹ luôn ủng hộ, có lẽ anh đã sụp đổ tinh thần từ lâu. 90% người nếu như ở hoàn cảnh của Sủi Cảo lúc đó chắc chắn sẽ không dám từ chức làm riêng như thế. Trong suốt 3 năm, anh gần như chỉ sống ở nhà, đi xa nhất cũng chỉ cách nhà hơn 40 km. Năm 2008, Citeru ra đời. Bộ phim ngắn tầm 16 phút này đều do một mình Sủi Cảo làm ra, khiến toàn bộ người trong ngành công nghiệp phim hoạt hình đều kinh ngạc. Sủi Cảo giành được hơn 30 giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước, kể cả giải thưởng cuộc thi liên hoan phim ngắn quốc tế lần thứ 26 ở Đức. Nếu bạn muốn thành công, đừng ngừng ngại đối mặt với việc lựa chọn, hãy phân tích rõ ràng mặt lợi và hại của nó. Dù bạn có đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất, chỉ cần bạn dám lựa chọn, dám thực hiện, dám đối mặt thử thách, bạn nhất định sẽ thu hoạch được kết quả tốt cho riêng mình. Duy Anh Web xin cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nhớ like và đăng ký kênh Duy Anh Web để thường xuyên nhận được những video mới nhất.